Sao con thấy mẹ buồn quá vậy? Mẹ buồn gì? Mẹ sắp phải xa con gái à? Con có nhớ lời mẹ dặn khi về nhà chồng không con? Dạ con nhớ. Mẹ thương bao con thân gái đúng trong
dư anh thương đâu. Đường em đi, anh đường anh có lẽ. Bởi không duyên trời, đôi ngã chia. Thương chi tình yêu đã mất, thôi em theo chồng cành hoa xin trả lại. Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu thương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Cảm ơn má đã sinh ra em, để bây giờ con được cưới em. Con nghĩ rằng là con sẽ thương yêu đến suốt cuộc đời, để bù lại công lao của má đã lo cho em đến ngày khôn lớn như thế này. Và cho phép con hôn má một cái. Tôi có một đứa con gái đó, thiệt sự tôi cũng buồn lắm. Chồng trẻ thì nó không chịu chọn, mà nó đi chọn một người chồng già như cái cà. Thấy thằng Mạnh Quỳnh nó đẹp trai như vậy đó, mà nó không chịu cưới, nó đi cưới thằng chi thằng ông như vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Mạnh Quỳnh nó cũng già chát à, nó có trẻ gì đâu. Bởi vậy là mẹ mà, con nó chịu, nó chịu đâu thì tôi gả đó. À, anh cố giữ gìn con tôi nha. Dạ má, coi đừng kêu con bằng anh tội lắm à. Câu xong. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng phần dự thi của thí sinh Hồng Gấm. Xin được cảm ơn nhạc sĩ guitar phím lõm Hoàng Hiệu đã hỗ trợ cho phần cải lương với thí sinh Hồng Gấm và nghệ sĩ Phi Nhung. Thì Dương Triệu Vũ nghĩ gì ạ? Thì đối với Gấm, Vũ cũng rất là yêu mến và em có ý chí. Và em luôn luôn tìm kiếm những cái đỉnh khác để mà em chinh phục. Thì hôm nay em đã chinh phục được chị Phi Nhung. Chúc mừng Gấm. Xin cảm ơn Dương Triệu Vũ. Chúng ta nghe giám khảo Đức Huy chia sẻ. Tôi đồng ý với Dương Triệu Vũ là em làm rất tốt. Tôi cũng không thể ngờ là em lại có thể mà hát cải lương mà nó tròn trịa như thế trong một thời gian rất là ngắn. Xin cảm ơn Đức Huy. Cái bài này nó thử quá là lớn lao đối với Gấm đi. Phi Nhung rất là ngạc nhiên khi mà em làm hết mình. Gấm quá tuyệt vời. Chị Nhung rất là khâm phục em. Cảm ơn em rất là nhiều. Em là một thí sinh, một là ca sĩ rất là đa năng, mà em hát được tất cả những loại nhạc. Và bây giờ em cũng hát được cải lương rất là tròn trịa. Anh xin khâm phục em và chúc mừng em. Xin chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách. Tông sơ vai ở bòn, tông na ở bòn, tông na ở bòn.
trắng lụy tre làm hàng dừa rậm bóng. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng nhau. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng. Tôi mới biết một tin hành lang chính là anh Mạnh Quỳnh kêu lô tô cũng dữ lắm nha. Rất là bất ngờ đó. Anh Mạnh Quỳnh biết vì sao không ạ? Tại vì đài truyền hình Vĩnh Long đang phát chương trình Lô Tô Show. Được hưởng ứng rất là nồng nhiệt, đặc biệt là trong dịp Tết này nó hết sức là thú vị. Và có đoàn Sài Gòn Tân Thời của Long Quốc Hải dự thi nữa. Anh có thể dành một món quà dành tặng cho khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long không ạ? Và khán giả miền Tây rất thích Lô Tô đó ạ. Mấy gì ra rồi cơ ra con mấy con mấy gì ra. Mấy gì ra lóc cóc len keng con dưỡng bồng con lên non mà hai trai con gái chưa chồng mùa đông lạnh lẽo đêm nằm thấp thẻo thật là khổ tâm 35. Dạ mà không lẽ anh Mạnh cũng được lắm không lẽ anh Mạnh Quỳnh kêu lô tô vậy mà chị Phi Nhung chịu thua. Cái nhà em dột cái mà em xiên em nương thở nhiều làm cho thật tốt là con thắm mươi con mốt rồi rồi ra mà con mấy con gì nó ra đây. Cô kia má đỏ hồng hồng cô chưa biết chữ nên chồng cô chê. Cô về cô học A B bổ túc văn quá cô trở về tham gia tám cái mười còn ba. Quá tuyệt vời. Từ luôn quen nhau chưa nói một lời gì tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bên lo suốt đời tình thắm sâu. Làng môi xinh tuyệt vời để rồi buồn ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Gặp nhau muốn khói nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm trong lòng chỉ thấy khi hồng chiều tím ông mây đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng đêm tiến đưa. Chập rơi từng lá nghe buồn buồn mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho qua.
ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ nó, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại thỏa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy thì không chiều tìm. Ôi đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt nhìn xe chẳng ngờ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiến đưa. Lá thu chớp rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em, nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón em, nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón Phi Nhung, nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn các bạn giám khảo ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Thank you.
ngọt chè xanh bóng trắng lung đôi đông xanh lúa dập dềnh biển cả tiếng ai dừa con ngủ dừa thank you.
trời xuống trong cuộc đời của chị. Nên chị muốn giang tay ôm hết phần bất hạnh cho cuộc đời em luôn hạnh phúc vuông tròn. Một tấm lòng nhân hậu thủy chung sao người nở phú vàng. Để mỗi hoàng chờ em ơi rồi hững hờ câu duyên nợ. Khi dòng sông còn bên bồi bên lờ thì con người cũng có kẻ rủi người mai. Con đò xưa lòng nghe buốt giá, con đò bóng quay về đây thấy người xưa kia gặp không may. Thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Thì chỉ sẽ đêm hết thủy chung mà ru lại câu hò của nghĩa phu thế của tình tâm mân. Để con đò xưa được về neo bến cũ để giữ cho em nguyên vẹn niềm tin ngày xuất gia. Còn lúc trong lúc đục con người ai không một lỡ hai lầm. Em đã hiểu và không còn lo sợ nữa. Em sẽ đi trên quãng đường đời dù cát bụi trong gai. Đời của chị nghèo một nắng hai sương, thay mẹ nuôi em trong mưa tầng nắng. Và đức độ bao dung tặng em về sống bên chồng. Đêm qua mau trăng rụng xuống bờ lao thương, ngậm ngùi giây phút tiễn đưa. Mai này những sóng những phần vợ hiền, nhưng không có chị bên mình. Em nhớ câu hò mến mang trên bến sông, áo ngắn chân không chỉ qua chuyến đò đông. Chỉ ước dòng đời đừng nổi cơn rồi dám.
cảnh treo leo phải sống vững vàng và bao dung như chị. Con hồ thủy chung là nghĩa nhân đạo lý, chị mong ước con người biết yêu quý nâng niu. Nói cho anh đi. Mấy đứa nhỏ, mày coi nghỉ ngơi uống nước miếng nè. Dạ. Làm hoài vậy bay, bộ trâu bò sao làm không biết mệt bay. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ô ô. Ông Năm, ông Năm. Ông Năm, ông Năm, ông chết rồi hả? Không phải. Ông Năm nói là Út Thắm sắp về rồi. Trời ơi, Út Thắm nó đi Sài Gòn nó làm thì nó về thăm ba má nó. Bay làm gì bay la rần rần như nhà bay cháy vậy hả? Ờ, mà tao thấy nó lên nó chắc nó cũng làm ở đời bây ơi, chẳng làm được gì đâu. Vậy à, con nghe bác Năm nói hả? Cô Thắm ở trên Sài Gòn á là phụ bếp của một nhà hàng lớn lắm luôn á. Biết cái đầu mày, phụ bếp. Trời ơi, chắc lên đó cũng không có làm được cái gì đâu. Không thấy cả năm nay nó có cái về cái làng này đâu hả? Nó về hay không không quan trọng, còn cái thằng kia, mày lại đây tao biểu. Mày làm cái gì mà nó về mày rần rần vậy hả? Hả? Mày đừng nói tao là mày khoái con Thắm nha. Không không có, không có nha. Tại con thấy á lâu rồi cổ không có về, bây giờ cổ cũng về con mừng thôi chứ bộ. Thôi. Có vậy tôi cũng kêu tôi lên đây cho mất thì giờ. Lo mà gạt tiếp đi chứ không kịp bây giờ. Nghe dạ. Đi đi. Em qua kìa. Xem ngoài mà điểm quá trời luôn. Ai vậy bay? Này ra đây mà xem con gái em mà xinh quá. Anh hình như là con Thắm, con cô bé Năm từ phương xa. Tôi nhớ hồi xưa con Thắm, nó nhỏ chút xíu thôi mà. Giờ đã lớn nên gặp dáng ngang như chắc mấy trai làng ta. Anh nào anh ấy cũng khoái và cũng mê. Anh nào anh ấy cũng muốn được Thắm về. Anh nào anh ấy xin lỗi anh chịu không nổi. Để rồi đêm về nằm mơ được con Thắm vô về. Cô Thắm bây giờ da trắng nõn nà. Cô Thắm bây giờ nhung gấp lũ là. Cô Thắm bây giờ ngoài tờ chim bông lá. Và cô Thắm bây giờ ta ăn vàng như ta. Ô thì ai như cô Thắm, con bác Năm ở xa mời về. Sáng người xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng nhảy tuyền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da thắm thắm đa tình, mày công ngồi thắm nhung gấm quanh mình. Tay dù xoay chân dây tay, nhìn cô ta đứng như liễu buông mảnh. Bà con cô bác anh ấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Thấy không? Con nói rồi đó, con đã nói là Út Thắm về rồi mà không ai tin nữa đó. Trời ơi, nhưng mà sao bây giờ nó khác quá vậy? Tao thấy cơ bộ nó chảnh chẹ à. Trời, nó đi chiếc xe đã quá bay, chắc chịu 8-9 đứa nhìn thấy cưng quá. Hả? Thắm đen dưới cục thang mà bây giờ Thắm trắng như hột gà. Mày thôi đi Tửng ơi, mày cũng dẹp cái mộng đi. Con Thắm nó không có để ý tới mày đâu. Để ý cái gì? Bây giờ không chừng tên thằng Tửng mà con Thắm nó còn không nhớ nữa. Đừng nói để ý. Anh Tửng ơi, cô nhớ tên tôi hả? Sao không nhớ? Út Thắm. Anh là anh Tửng nè. Mày có bộ xài không được rồi à. Bay về ha, cầm cái dù đi ngang mặt người lớn cái giọng chảnh chẹ à. Chắc bay cũng đâu nhớ tên tao là ai hả? Đâu có, con nhớ mà. Tao tên gì? Bác là bác Tưng nè. Cô này là cô Tứng nè. Còn anh này là anh Tưng nè. Còn anh đây là anh Tưng nè. Còn cô là cô Tưởng nè. Anh kia là cô Tuột nè. Con nhớ luôn á. Nhớ là anh tên tụi mình luôn. Dạ. Ê, mà bay đi đâu xuống đây vậy? Dạ, con đi với phái đoàn phim về quay quảng cáo. Bay làm gì mà bay được quay phim? Tới đây con nói nghe nè, bí mật nha. Con lên trên Sài Gòn á, cái con đi thi, con làm đầu bếp, con được
nữ hoàng đầu bếp luôn con Thắng, giả chứ bộ. Trời ơi, ôi giỏi dữ vậy hả? Trời đất ơi, mọi người ơi, vậy là từ nay làng mình á sẽ có nữ hoàng đầu bếp rồi. Trời ơi, trai làng ta mới ngày nào tung tăng nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa xa vẫn theo mắt đã tình, mày công môi thắm gấm quanh mình, tay dù xoay nẻ chân dây tay, nhìn cô ta tựa như liễu buông mảnh, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ê, thì ai như cô thắm trong dáng hoa gấm hoa trang đài, thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta, nón bài thơ nên trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân đất thổ đi chợ xa. Thì ra lòng
ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa muôn ngàn năm hơn vẫn còn. Còn dùn đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Bập bùng lửa khuya trong màn đêm núi rừng, nhịp trống vang chim cộng hội đến ngay. Ngô sắn khoai rượu cần ngon vui uống say, vui lễ hội rừng thì hôm nay. Bước nhịp múa cười đùa vui gái trai, bên ánh lửa rừng thơm ngon cao. Nàng đã mang tên loài chim núi rừng, giọng hát êm như lời ru suối trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai. Lời núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa, tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe. Tên của nàng là loài chim sơn ca, chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều. Đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa, hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thức tha. Trai báng làng nhìn sơn ca si mê, hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chim sơn ca, chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều. Đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa, hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha. Trai báng làng nhìn sơn ca si mê, ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng, nàng là tiên muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng, là loài chim sơn ca. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng, nàng là tiên muôn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Trời ơi, em đừng có
vào cái đường ơi, anh đâu rồi đường ơi? Chú Tư, chú Tư, kiếm tía con chi vậy? Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi? Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, có gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nói rồi con ơi. Sáng nay ông già tía mày sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sao bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. Nỡ lòng nào, trời đất ơi, tao đang tao lo ba cái cây mai ở trước nhà. Nó sân xà, sân xác, nó vô, nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó. Nó trút vô cái đống trấu, rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ, lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum hết trơn. Trời ơi, chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Ê, chúc mừng chú Tư. Trời vợ con nó tệ như vậy á, hình như sớm xác cũng quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nữa hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi, chết rồi Đen ơi. Đen ơi, mẹ hai con nói chuyện Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi, nó chết rồi hả? Vợ tôi sao, vợ tôi sao bị chết vậy? Nó bị gì? Tầm bậy. Con Đen nó chết hồi nào? Ủa, chị mới nói Đen sao con mới nói hả? Chết, đây là con chết. Mày sống nhăn đăng gì chết gì mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Cái vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mộng tìm ra được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy? Bây giờ con Đen nó đâu rồi anh Đậu? Đi chưa về. Trời ơi, chết rồi. Mà cái vụ gì mới được, nói cho nghe coi. Anh Đậu à? Anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh Đậu? Ê, sao bộ đồ này giống đồ của con Đen vợ tôi vậy? Thì đó, trời ơi, anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sớm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á, cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bà lột đồ ra bà tắm xong xuôi rồi bà nhảy lên bờ, sơn sơ sơn sáng làm sao đồ bà mặc, bà túm bộ đồ của con bà mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi, nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá gì nữa, nó quýnh má con nhận con ra luôn. Chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn, không ấy chị vô chị lột đồ ra, chị trả rồi chị, vợ tôi này chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm ra anh Đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán bà Tư Ú. Rồi cái mua rượu. Bà Tư Ú chưa kịp lấy chai rượu, người ta gây lộn ở ngoài. Cái nó sơn xà sơn sát nó nhào ra nó coi. Sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi. Vậy nó đem về đây nè. Ông già tía mày đâu? Trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không, lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu xuống trơn rồi. Bây giờ đi kiếm nó đi. Đi tìm bà Đen đi. Đi tìm nó cho chắc ăn coi. Trời ơi, tao sợ vợ mày quá. Ê quá trời, quá đất này đi. Đen ơi Đen, mày đâu rồi, mày trả tao bộ đồ đi Đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền, là mấy người muốn nói gì nói nha. Đồ của bà tôi bận làm chi? Tôi định một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái cứ tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi, không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời. Chị ơi, một chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nha. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à! Đen! Mày đâu rồi Đen? Đố tí con đang ở đâu? Mày... Trời ơi! Mày trong giờ tắm sẽ đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tí chân gian nha! Con tắm mà tí rình nha! Cái gì? Mày nói gì? Cái rình ở đâu? Tí không rình sao con biết chứ, tí biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi, bà nói chuyện ở trong nhà tắm thì bà ở trong nhà tắm chứ tao rình ở đâu mày? Nó phải cho bà người trộm sống, người ta nghe tao cười chết à. Chết cha rồi tí ơi. Lẹ đi mày, ra tao biểu đi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tí lấy giùm tôi đi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn á trời á. Mấy mốt mà tắm á, tao không lấy khăn. Mày sai tao hoài à. Rồi mấy mốt mà tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu không cần nha. Không có tí trong nhà thì con tôi nhờ thằng Đậu. Không có thằng Đậu nhà sao?
thì không có thằng đậu nhà tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, nói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Cậu đâu có thấy đâu. Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn không mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao thấy. Nè ra biểu ơi. Bực gì đâu. Tôi nói bởi vậy cái khăn không mà cằn nhằn chứ tôi tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu có biết. Sao không biết? Chồng mày không biết. Hình như nó nhậu về quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu thì để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được đen. Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi Tía ơi, nó là con của Tía chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tía biểu con dạy làm sao con dạy được á Tía. Mày nói vậy không rồi trộm sớm nghe tao cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về. Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. À, sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy vậy mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con mới về á. Trời đất ơi trời. Con nhỏ này làm tôi tức chết luôn kìa. Thằng Đậu á, nó là con của Tía. Chứ đâu phải con của con đâu mà Tía biểu con dạy. Chừng nào á, nó là con của con đi. Tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời. Tôi nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm xóm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười Tía thì có. Tía nói bậy rồi. Con á, là vợ của thằng Đậu. Thì là dâu của Tía. Chứ đâu phải là con của Tía đâu. Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu dây à. Còn nó làm tôi tức chết. Khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi xóm giềng ai cũng cười chê. Làm cho tôi mắc cỡ quá à. Tía ơi tía đừng có mắc cỡ mà chi. Xóm này đâu có ai nói con ngu. Mà họ chỉ đồn là con rất tệ. Nên họ nói con tệ hơn vợ Đậu thôi. Thằng vợ tệ còn buồn hơn là cụ dơi khờ. Mày còn đứng đó đôi co chơi tao. Nói chuyện cho vui chứ gây với Tía làm gì. Bộ Tía là đàn bà hay sao? Mày nói cái gì vậy đen? Chứ không phải sao. Là đàn bà thì mới gây lộn với nhau. Còn Tía là đàn ông. Tía đâu có gây lại con đâu. Trời người ta nhìn cho tưởng con hiếp Tía nữa. Trời ơi tôi chịu hết nổi, tôi tức quá. Tôi tức con này quá. Ơi, chịu hết nổi rồi. Tía ơi, thôi đâu mà tức người dân. Tía ơi, Tía đi đâu vậy? Đậu. Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mà không cho tôi được. Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mày ngồi xuống đây đi Đậu. Giờ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn hả Đậu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời Đậu? Uống ơi chút xíu, xỉn vậy. Ê mày nói hả Đậu, mày đợi tao một chút đi. Đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy. Sao tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời. Trời ơi, con vợ thế ông ơi, chồng xỉn là... Mày uống thì mày kêu tao ra uống phụ đó, cho. Sai là có gì. Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tô cho tao ôi. Làm mà chuyện gì coi cũng không xong. Khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi. Tao tệ ra sao mà mày cứ la tao. Kiếm chuyện tối ngày. Mày còn tệ hơn tao. Không dám tệ đâu nha. Tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi. Vậy mày nếu mày nói mày khôn hơn tao. Vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Đố gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố cái gì? Tao đố mày nghe. À. Có một con trâu đi qua bờ ruộng. Rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng. Rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng. Rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng. Là bao nhiêu con trâu?
quay quay lại hoài vậy? Thì mày cứ nói là bao nhiêu con một trâu đây? Một con trâu qua cánh đồng, rồi một con trâu từ đồng qua bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi, mấy con trâu? Ê, thì đi quay lại có bốn con, đúng không? Bốn con. Vậy mà mày cũng nói mày biết, chỉ có một con thôi. Sao một con mày? Thì một con thôi, từ một con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có một con rồi. Bởi vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đấu được, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có, thôi tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho tía cho tôi ăn đó nha. Trời ơi, con vợ khôn quá. Ủa đậu ơi đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không đậu? Cái quần vậy? Cái quần của tao á, mày tao để đây mày mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời à. Mệt quá, tao hỏi một chút xíu cũng có đây rồi nè. Mệt ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết á, mày làm chồng tao làm gì đó đậu? Trời. Trời. Đen. Cái gì? Mày đi chợ hả? Đúng rồi. Mày mặc cái quần. Cái quần cho cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần. Mày đừng có hỏi tao cái này cái gì, tao không nói rồi mày. Không phải, tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Ôi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy là mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá. Cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cho tao mới đắp vô. Trời ơi, lần sao nó dính vậy? Mày ngu quá đậu. Mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày, mày làm ơn mày vô trong đó mày tha cái quần ra, mày bận cái quần ra rầy mà mày ra chợ lát tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô nè, không có đi chợ đi búa gì hết trơn á. Trời ơi, đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt nhúng nước làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi, chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày. Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày. Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày với ba mày á, lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha rồi tới con rồi tới cha, tao nói cái nhà này tao chát lắm rồi. Mày đi đâu nha mày? Đi chợ. Trời ơi trời, tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu. Nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi, nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn. Trời ơi. Thầy, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt sim. Thôi khỏi luôn. Ủa? Sao vậy tía? Bả đó, bả đem con vịt sim bự đó, bả đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt sim 2kg mấy mà nó đổi ra có hai con hang vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Đấy. Xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tí đậu lại đây. Con nói nghe nè, nhà mình có một con vịt sim đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi, đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy chứ? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm gì vậy? Gì vậy tía? Đây, đó, ai vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Đó, mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Ừ. Sao có đầu trọc ốc vậy? Bà đó. Mày nhổ quá. Mày nhổ đầu nó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? Mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ.
tí đậu đậu nghe nè. Ngồi xuống đây đi. Cái bài dịch này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không? Tí coi nè. Con nhổ cái bực, nó bắt kêu chíp 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 chíp. Con nhổ cái bực, nó kêu chíp chíp chíp. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Đây à. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ nó, cái đầu nó không còn cộng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không nhổ lông thì để cho mày ăn mày nuốt vô cho mày chết à. Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới nhổ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết thì cha tới con mệt quá. Mày bưng cái này vô trong của tao. Tí tự Vân ơi. Rồi thấy không? Bà là chủ gia đình này thiệt. Khổ hết sức nói thiệt. Trời ơi trời. Cho tôi con vợ tệ dữ gì trời. Tí ơi. Gì? Tí dạy con sao? Con dạy vợ con lại coi tía. Sao mà nó khờ nó ngu quá gì tía? Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá rồi tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè ai nói nấu cơm xong rồi nè ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi. Bà nấu làm cơm rồi. Làm như tôi con ở không bằng vậy đó. Nè nè. Nay nấu gì món gì đen? Con nấu súp. Hả? Chưa mày. Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi tía không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à. Thèm lắm. Mày nấu súp gì? Nấu tốt ghê không? Nấu súp gì? Cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đung đung súp luôn. Ủa, tao nhớ hồi sáng giờ mày chưa có đi chợ mà. Thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo. Chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi. Súp mà nó nấu với cá sạc. Chết rồi. Cá mày... sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà ông bé hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày ăn con để mày nhậu. Nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra mày hửi tao. Đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, đôi lắm, đẩy đỡ đi. Đem vô dẹp đi, dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tao nói tao mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tao đâu phải con ở ba đầu sáu tra rồi bắt tao nấu xong rồi con măng. Vừa tía, thôi, tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm. Mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đen. Đậu ơi đậu, mày đừng có chết đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao hả đậu? Trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, có ma xuống đây lấy mày á đen ơi là đen. Không phải đâu. Ở đây á, ai cũng nói là người tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là đen. Mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không đen? Tao biết mà. Mày biết tại sao mà mày làm cho tao xấu hổ, tao khổ hoài vậy đen? Đâu có đâu. Hồi đó đậu nói là đậu đen, đậu lấy đen đậu vui lắm mà. Sao bây giờ đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha. Giống như người ta từ ngày về bên đây đen rất chăm ngoan dùng về lo trong ngoài rùng đồng bao la nắng mưa ngày đêm nào có màng chi đen chỉ cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất rồi. Hãy subscribe.
mình vui, vui nhất là... Trời ơi, không biết kiếp trước tao có làm gì nên tôi, mà giờ đây tao phải cưới nhầm con đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lối xóm vô cùng. Trời ơi, sao mày nói tao vậy đậu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói, vợ thành đầu nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ và mày nhỏ dại, chừng mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có vẻ đâu cưới mày về được 3-4 năm nay, mà càng lúc tao thấy mày trời ơi. Tao thấy cuộc đời này có nghĩa gì đâu, khi bước ra đường là người ta chê trách. Mày nhìn tao gì? Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà tao có về đâu mấy lời nói chơi cợt nụ, làm cho lòng tao thêm khổ chỉ vì mày thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xóm làng người ta chê trách. Để khi ra đường tao không dám nhìn mặt nghe đang nói nè. Đậu ơi, đậu đừng có lo, đen ứa từ nay đen sẽ thay đổi, đen sẽ làm cho đậu hãnh diện với muôn người. Đậu sẽ không còn bị sáng ra đồng đen hỏng có mê chơi nữa, khi về đến nhà đen sẽ dọn dẹp trước sau. Đen cũng đâu có muốn đậu giận đen đâu, mà cái tấm của đen á xưa rày vẫn vậy mà. Đậu ơi, thôi đậu đừng có nên giận lấy, đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh. Đen ơi, cái gì đậu? Nói tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Ủa, xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi đen. Vậy? Nếu như đậu xa đen, đen có buồn không đen? Không. Đen ơi đen, nếu đậu xa đen, đen có nhớ đậu không đen? Không. Đen ơi đen, sao đen vô tình quá vậy đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kìa ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có. Trời trời, gì nó ngu quá trời ơi, tôi có con vợ ngu quá trời vậy, quá đất vậy trời ơi. Nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không hiểu là sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì đang đi, thì đang đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy Đen? Thằng đậu nó kêu con đi đi để cho nó mới vui. Đậu. Dạ. Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, nghe không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Mày không ăn kệ mày. Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tiếng nói không? Đó, đậu nghe tiếng nói không?
Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ ra về sau Đen không có làm cho Đậu buồn nữa đâu. Đậu nói cái gì Đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà hết trơn trời. Đậu đừng giận Đen nữa. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi. Đừng để cho người ta nói tệ hơn vợ hơn Đậu nha. Cái đó là người ta muốn nói sao người ta nói, ta đâu có tệ đâu trong mắt Đậu. Nói quá mình đâu có tâm sự hoài. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Dạ em biết rồi. Ừ. À cha chết rồi tía ơi. Gì vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời ơi.